Trong giai đoạn cuối của mùa giải, luôn có những vấn đề xoay quanh hợp đồng và khả năng gia hạn của những cầu thủ ngôi sao. Bayern Munich thì trong khoảng 2 năm trở lại đây đã thường xuyên rơi vào vòng xoáy này, với Robert Lewandowski và Sadio Mane là những ví dụ điển hình nhất. Và trong bối cảnh họ mất đi chiếc đĩa bạc lần đầu tiên sau 11 năm dài thống trị nước Đức, nội bộ của tập thể đã bắt đầu có vấn đề. Không có gì bất ngờ nếu họ thực hiện một cuộc đại tu trong phiên chợ hè, đem về những nhân tố mới, đập đi xây lại để thực sự bám đuổi Leverkusen trong những mùa giải tiếp theo. Nhưng đến mức phải thúc ép Alphonso Davies ngay từ cuối tháng 3 này, đó quả thực không phải là một hành động phù hợp, nhất là khi tham vọng giành lấy Champions League trên lý thuyết vẫn còn nguyên. Rất nhiều tờ báo đăng tin trong vài ngày trở lại đây rằng đề nghị hợp đồng của chân chạy cánh người Canada đã được gửi đến từ Bayern Munich. Tất nhiên, quá trình thương thảo và một thỏa thuận mới vẫn cần một vài phiên đàm phán nữa để trở thành hiện thực. Nhưng Bayern Munich xem như đang rất nóng lòng mong chờ một sự cam kết tới từ Davies, hoặc là ký hợp đồng, hoặc đề xuất câu lạc bộ tương lai nào mà anh mong muốn. Điều này khiến cho người đại diện Nedal Hussein của anh đã phải phát biểu trên tờ Bild với quyết định này với sự khó chịu. Thật không công bằng khi nhận tối hậu thư từ Bayern Munich. Chúng tôi sẽ quyết định cách tiến hành vào cuối mùa giải khi có sự rõ ràng hơn. Thật không công bằng khi Alphonso hiện đang bị đội bóng tấn công. Chúng tôi đã gần đạt được một thỏa thuận cách đây một năm. Sau đó toàn bộ ban lãnh đạo câu lạc bộ đã được thay thế. Chúng tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì trong 7 tháng sau đó. Bây giờ, chúng tôi đang được đưa ra tối hậu thư và phải phản ứng trong vòng 2 tuần vì câu lạc bộ đang chịu áp lực và mất rất nhiều thời gian để định vị lại vị trí quản lý sao. Điều đó không công bằng, đó là một hợp đồng rất quan trọng trong sự nghiệp của Alphonso và chúng tôi phải đưa ra quyết định mà không biết huấn luyện viên sẽ là ai trong mùa giải tới hoặc là đội bóng trông như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng thật không công bằng khi buộc phải phản ứng với tối hậu thư trong thời gian ngắn như vậy. Và hiện tại thì cũng theo dòng dư luận, đặc biệt là từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Davies sẽ không ký kết hợp đồng với Bayern Munich ở thời điểm này. Real Madrid thì đã nhận thức được tình hình và bắt đầu nhảy vào cuộc chơi. Hợp đồng của Alphonso Davies với Bayern Munich có thời hạn kéo dài đến hết mùa giải 24-25. Vì thế mục tiêu của Bayern Munich là nỗ lực gia hạn hợp đồng, có lẽ phải khẩn trương từ năm 2023. Thế nhưng từ cuối mùa giải 22-23, nội bộ của Hùng Xám có biến động khi mà Oliver Kahn và giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic đã bị sa thải ngay sau khi đội bóng có được chiếc đĩa bạc năm thứ 11 liên tiếp. Khi mà thượng tầng có biến, hợp đồng của Alphonso Davies như người đại diện của anh công bố đã bị trì hoãn đến hơn nửa năm và cho đến nay thì bắt đầu có động thái nối lại, nhưng giống như một pha đánh úp hơn. Davies sẽ thật dại dột khi cứ nhắm mắt làm ngơ những vấn đề của câu lạc bộ hiện tại, với một thời hạn trả lời chỉ trong có 2 tuần ngắn ngủi. Cũng như lời của Nedal Hussein, huấn luyện viên mùa tới của Bayern Munich là ai, liệu anh còn có trong chiến lược của ông ta và chất lượng đội hình của Hùng Xám sau một cuộc đại tu, liệu có thể tiếp tục cạnh tranh danh hiệu. Với một cầu thủ 23 tuổi, có vị thế hàng đầu trong những hậu vệ cánh giai đoạn này, cùng với kết quả sa sút của đội bóng vài năm trở lại đây, Davies có quyền chủ động hơn trên bàn đàm phán. Mặt khác, Bayern Munich được cho là chỉ đưa ra mức đãi ngộ 12 triệu bảng cho mỗi năm, trong khi mục tiêu của Davies là mức 17 triệu bảng để chấp nhận gia hạn. Vì thế, một cầu thủ là hiện tại và tương lai của Hùm Xám lại đang có những ánh mắt dòm ngó từ phía ngoài. Bayern Munich nếu muốn giữ người thì nên chấp nhận tăng mức độ hấp dẫn cho hợp đồng thay vì hành động cứng rắn như vậy. Phát biểu của giám đốc thể thao Max Eber đáp trả người đại diện của Davies trên tờ Sky Germany cho thấy rằng tình hình đang ngày một khó tháo gỡ hơn. Chúng tôi không chịu áp lực, có một mối quan hệ bình thường giữa cầu thủ và câu lạc bộ, đó là điều hoàn toàn bình thường. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra một đề nghị rất công bằng và chính xác. Tại một số thời điểm trong cuộc sống, bạn phải nói có hoặc không, đó là cách nó diễn ra. Tôi không thể chờ đợi một ngày trước Giáng sinh và nói rằng một quyết định sẽ từ thiên đàng rơi xuống vào một lúc nào đó, quyết định phải đến từ mọi phía. Một số hòn đá phải rơi, hoàn toàn hợp pháp khi bạn phải đưa ra quyết định vào một lúc nào đó, bất kể đó là Alphonso Davies hay một cầu thủ khác. Kết hợp với việc Alphonso Davies dạo gần đây thường xuyên phải thi đấu từ băng ghế dự bị, cho thấy rằng sự căng thẳng đang ngày một rõ ràng hơn. Và nếu lựa chọn của anh là Real Madrid giai đoạn này, có lẽ cũng không phải là một quyết định tạo nên sự khó khăn cho lắm. Ngay từ đầu mùa giải năm nay, đã có những nguồn tin từ Sky Germany cho biết rằng nhà hoạch định đội hình của kênh kén trắng Juni Calafat đã khuyên cầu thủ người Canada tránh xa việc đàm phán hợp đồng với đội bóng chủ quản, qua đó mở ra viễn cảnh chuyển đến đội bóng Hoàng gia ngay trong phiên chợ hè. Dù nguồn tin thì trôi nổi, nhưng diễn biến tính cho đến thời điểm này, Davies nếu muốn một khoản lương hậu hĩnh và một tương lai đảm bảo hơn
thì việc hướng đến Real Madrid là điều khó lòng tránh khỏi. Đội bóng Hoàng gia đang úp mở một kế hoạch hoàn tất siêu đội hình trong phiên chợ hè năm nay với Kylian Mbappe chuyển đến theo dạng miễn phí. Tiếp đó là đón chào Endrick trên sân vận động Santiago Bernabeu mới được đại tu ấn tượng. Đón chào nhà mới sau những mùa giải làm ăn lãi lớn với báo cáo tài chính đứng top 1 châu Âu, bất kể năm 2023 không chứng kiến những chức vô địch lớn nhất từ câu lạc bộ này. Về vị trí hậu vệ cánh trái, Real Madrid vào lúc này cũng chỉ có hai cầu thủ đảm đương là Fran Garcia cùng với Ferland Mendy. Trong số này thì một cái tên giá rẻ chỉ có chất lượng là quân bài xoay tua hoặc thi đấu trong những lượt trận không quá quan trọng. Còn chất lượng của Mendy thì cũng khó mà đáp ứng trong những cuộc chơi đẳng cấp. Thêm vào đó là vấn đề chấn thương lúc nào cũng tạo nên sự lo lắng. Việc Real Madrid liên hệ với Alphonso Davies là điều đã rộ lên từ đầu năm nay, đến mức Transfermarkt còn làm hẳn một siêu đội hình của Real Madrid mùa giải 24-25 với sự xuất hiện của Davies và có thể cả Euro đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Lille nữa. Trong khi tuyến giữa của kền trắng bắt đầu hoàn thiện, hàng tiền đạo thì vẫn đang thuộc dạng số má nhất, thì sự đột biến của hàng thủ vẫn đang tạo nên nhiều những nỗi lo. Davies vì thế là một gương mặt phù hợp với tốc độ khủng khiếp sẽ tạo nên sự khác biệt khi đội nhà cần đến. Với mức giá 60 triệu euro theo như Transfermarkt mà thời hạn hợp đồng thì chỉ còn 1 năm, đắt lắm thì Real Madrid cũng chỉ phải đầu tư khoảng 80 triệu để đón chào cầu thủ này về. Đằng nào thì mùa hè họ cũng chẳng mất tiền chiêu mộ Kylian Mbappe, mà nếu cần thiết để đến sang mùa sau đưa Davies về theo dạng miễn phí luôn cũng được. Thực sự thì kể từ sau bài học nhãn tiền mùa giải 19-20, chẳng đội nào mua bán khôn được như Real Madrid tầm này. Với sức hút lớn như vậy, một Real Madrid dần thành hình với vị thế của một đội bóng bách chiến bách thắng, làm sao có thể cưỡng lại được với bất cứ cầu thủ giàu tham vọng nào như Davies. Nếu Bayern Munich cảm thấy không cần viên ngọc quý mà chính mình đem ra ánh sáng nữa, thì cứ để đó cho Real Madrid. Đằng nào thì họ cũng sẽ mất vài năm nữa để có thể trở lại với ánh hào quang, trong bối cảnh Leverkusen nhận được sự cam kết của Xabi trong dài hạn. Thế thì với một cầu thủ là biểu tượng của nền bóng đá Canada, việc tung cánh đến với bầu trời La Liga, đó chẳng phải là lựa chọn sáng suốt nhất thì còn là gì. Bởi vì Real Madrid cần một cầu thủ như Alphonso Davies, nội bộ của Bayern Munich thì đã có những tín hiệu lục đục kể từ mùa giải trước, thế nên tham vọng của lão đại Florentino Perez đang có vẻ được chắp cánh. Một kền trắng mạnh nhất sau nửa thập kỷ sẽ xuất hiện trong mùa giải tiếp theo, và đó là viễn cảnh của ngài chủ tịch tài ba, có lẽ cũng đã tính toán kỹ càng. Davies thì sẽ là mảnh ghép quá phù hợp với một Real Madrid trẻ trung, giàu tham vọng, vẫn đang tiếp tục hướng đến vị trí số 1. Còn cái kết nào có thể đẹp hơn được nữa?